Baby Max, first time at grandmother's house, Fifth Avenue International. Auntie number 8 visited him once when he was second day or first day. And visit. He's gonna go visit great grandmother. Ooh, doom, 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 doom. Mà có hai con. Bằng con hồi đó đó, con 2.4 á, phải không? Ôi, giống nè, mở mắt rồi nhìn này giống con cũng. Giống con nội vậy ha. Ghê hả? Trai. Giống con nội vậy không? Giống mình năm á. Con chào nhờ mà cố chứ con. Hả à, mà cố. Con mấy. Nay nó được mấy ngày con tuần rồi? Chưa rồi hả? 5 ngày. Nó đẻ hồi, đây nó hồi. Giống mình năm ha. Nó đẻ hồi lớp 4 á. Thứ tư hôm nay thứ mấy vậy? Hôm nay thứ hai, thứ ba. Hôm mai nó đừng từ. Ồ, vậy mới 6 ngày. À, hôm mai 7 ngày. Ôi, bộ tay đẹp không kìa. Ôi, bà cố lắc kỳ lắm á. Con lợi nó không có mở mắt ra nó dòm đâu á. Mà con ẩm nó vô đây nó gặp. Má nó mở mắt nó dòm á. Giống mà nằm ghê ha. Mà giống Dũng mà nhỏ nữa. All right, thanks for watching the video. Bye.